Kính thưa quý vị và các bạn, có một câu chuyện kể được lưu truyền trong nhân gian thế này. Có một nhà sư đi khất thực cùng người đệ tử của mình. Khi đi ngang qua vườn hồng của một gia đình nọ, nhà sư dừng lại hỏi đệ tử rằng: "Con nhìn thấy điều gì ở những cây hoa hồng kia?" Người đệ tử đáp: "Thưa thầy, con thấy những cây hoa hồng đầy gai nhọn ạ." Nhà sư nhìn vào vườn hoa và nói: "Vậy sao? Ta lại thấy những cây đầy gai nhọn lại có đóa hoa tuyệt đẹp. Vốn dĩ trên đời này không có điều gì là tuyệt đối đúng cả. Mọi thứ đều do suy nghĩ và góc nhìn của ta mà thành. Bất cứ khi nào chúng ta gặp khó khăn và thử thách thì hãy thay đổi góc nhìn. Mọi người trên thế gian này đều có cách làm việc, lựa chọn và hành động dựa trên suy nghĩ và trải nghiệm riêng. Bạn không thể nói mình đúng và người khác sai, cũng không thể nhìn nhận người khác hoàn toàn đúng, còn bản thân thì lại sai khi dựa vào lời nói của đối phương được. Trong đạo nhà Phật có câu: trắng đen khác một cái nhìn, đời suy hay thịnh tự mình sáng soi. Chỉ cần thay đổi góc nhìn thì mọi việc sẽ khác đi. Kim Ngân xin mời quý vị và các bạn học cách thay đổi cách nhìn để tâm, để đời bớt khổ qua video sau nhé. Thay đổi góc nhìn cho tâm mình bớt khổ. Trong cuốn sách Giết con chim nhại, nhà văn Harper Lee có viết như thế này: con không thể thực sự hiểu người khác nghĩ gì cho đến khi con đứng trên góc nhìn của người đó. Quả thật, con người vốn là một tổ hợp phức tạp của những cảm xúc. Đôi khi có những điều chúng ta chẳng thể giải quyết được nếu chỉ giữ quan điểm cố hữu. Có đôi lúc chúng ta giữ mãi cách nhìn nhận vấn đề đó để rồi khi mọi thứ qua đi mới suy nghĩ và cảm thấy hối hận. Nhưng vốn dĩ thời gian cũng đã trôi qua, những chuyện xảy ra cũng không thể nào thay đổi được. Tuy vậy, có bao giờ bạn tự hỏi, nếu lúc đó ta nhìn sự việc ở một góc độ khác thì kết quả có khác chăng? Giữa cõi hồng trần ô trọc này, ai cũng phải trải qua những nốt nhạc thăng trầm của bài hát cuộc sống. Nhân sinh như dòng suối, có lúc êm đềm xóc xách reo vui, cũng có lúc chảy xiết và cuốn trôi mọi thứ. Thời gian thì cứ mãi quay theo chiều kim đồng hồ, trôi qua một cách vội vã. Đến khi nhìn lại, chúng ta chợt nhận ra mình chẳng còn bao nhiêu phút giây trên cõi đời này. Vì thế, chúng ta hãy trân trọng cuộc sống và chọn cho mình một cách nhìn, lối suy nghĩ tích cực để đời được an vui. Thứ nhất, đừng quan tâm đến những thứ khác ngoài mục tiêu cuộc sống cốt lõi của chúng ta. Có một câu chuyện được lan truyền trên mạng như thế này. Vào ngày nhà giáo Việt Nam, có một nhóm học sinh đến thăm thầy giáo chủ nhiệm cũ của mình. Sau nhiều năm mới gặp lại, cả thầy và trò đều nói chuyện rôm rả. Được một lúc thì các học sinh bắt đầu than phiền về những điều khó khăn trong cuộc sống của mình. Thầy giáo im lặng lắng nghe và vào bếp pha trà. Một lúc sau, ông trở lại với một bình trà lớn và những chiếc tách khác nhau. Có chiếc đẹp đẽ, có chiếc bằng sứ, lại có chiếc bằng nhựa. Thầy giáo bảo các học trò tự chọn và rót trà cho mình. Đợi các học trò đã có chiếc tách và trà, người thầy mới hỏi: các trò có để ý đến chiếc tách nhựa kia không? Những người học trò ngạc nhiên và nhìn thầy. Lúc này thầy giáo chọn chiếc cốc xấu nhất và rót trà vào, sau đó mới nhẹ nhàng nói: vốn dĩ trên đời này, ai cũng chọn cho mình tách trà đẹp nhất, đắt tiền nhất. Thậm chí khi đã chọn rồi, còn lén nhìn người bên cạnh xem chiếc tách của họ có tốt bằng của mình không. Thế nhưng các em lại quên mất một điều, là mục tiêu của chúng ta chính là uống trà. Chiếc nào có thể đựng được trà thì đều tốt cả. Trong cuộc sống này cũng như vậy, chúng ta đau khổ và mệt mỏi vì chúng ta quá chú tâm vào những điều không cần thiết mà thôi. Cũng giống như lời thầy giáo kia nói, đời người thực chẳng khác bình trà kia là bao. Còn địa vị, tiền bạc, danh vọng chính là những chiếc tách nọ. Nó cũng chỉ là công cụ giúp cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn mà thôi. Thế nhưng ta lại cứ mải mê tìm kiếm chiếc ly thật đẹp, thậm chí khổ công giải trí tranh giành của người khác mà quên đi hương vị trà thơm ngon. Đến khi tìm được tách trà mà ta cho là đẹp nhất thì bình trà đã nguội lạnh, hương vị nhạt nhẽo mất rồi. Vì thế, ở trong hoàn cảnh nào thì hãy vui với hoàn cảnh đó. Chẳng ai thoát khỏi quy luật thăng trầm của cuộc sống. Nhưng tùy vào cách nhìn của mỗi người mà cuộc sống đó là một bản nhạc vui tươi hạnh phúc hay là một tấn bi kịch của đời người mà thôi.
Thứ hai, hãy nghĩ rằng tôi có thể, chứ đừng vì người khác đánh giá mà buông bỏ. Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, có người sinh ra đã ở vạch đích, lại có người phải cố gắng cả đời chỉ để thoát khỏi vạch xuất phát. Dù đời người chẳng ai là giống ai, nhưng tất cả đều có một quyền hưởng hạnh phúc riêng mình. Chẳng ai có thể làm bạn hạnh phúc, cũng chẳng ai có thể khiến bạn đau khổ ngoài bản thân bạn cả. Có một chàng trai với gương mặt buồn bã đi dạo trên núi nọ. Vô tình chàng trai gặp một ông lão đang ngồi trên một chiếc ghế đá với gương mặt vui vẻ và phúc hậu. Ông lão nhìn thấy chàng trai ủ rũ, mất tinh thần thì ra hiệu cho chàng trai đến ngồi cùng. Chàng trai tỏ bày với ông lão rằng: "Có người cho rằng tôi chính là thiên tài, còn có người lại bảo tôi là đại ngốc. Ông nhìn tôi là người ngu ngốc hay thiên tài?" Ông lão mỉm cười, hướng mắt nhìn xuyên qua những cánh rừng rộng lớn và nói với chàng trai: "Cậu nghĩ mình là người như thế nào? Nếu gạo trong tay người đầu bếp thì chính là những bát cơm ngon, còn ở trong tay thợ làm bánh thì chính là những chiếc bánh thơm. Vốn dĩ gạo cũng chỉ là gạo, chỉ khác là ở trong tay ai mà thôi. Con người cũng như vậy, chẳng ai sinh ra là kẻ ngu ngốc hay thiên tài, chẳng qua đó là cách chúng ta nhìn nhận bản thân mà thôi." Hầu như trong cuộc sống này, ai cũng giống cậu thanh niên kia, lúc nào cũng vì ánh mắt và lời nói của người khác mà quên đi bản thân mình. Chúng ta chẳng thể làm hài lòng mọi người một cách tuyệt đối, cũng chẳng thể chạy theo suy nghĩ của người khác. Thay vì nghe người khác đánh giá, chỉ bằng hãy cố gắng hết sức. Có như thế, dù ở trong hoàn cảnh nào thì cũng có thể tận hưởng được hương vị quý giá của cuộc đời. Hãy luôn nhìn nhận bản thân rằng tôi có thể làm được, chứ đừng bó hẹp bản thân ở những lối mòn cũ. Chỉ khi ta mở lòng mở trí nhìn nhận một vấn đề theo chiều hướng khác thì mới có nhiều cơ hội dẫn lối đến thành công và hạnh phúc thực sự. Cũng giống như câu chuyện lên Bắc Cực bán tủ lạnh vậy. Một anh chàng bán tủ lạnh cứ thắc mắc là ở Bắc Cực có bán được tủ lạnh không? Anh ta liền nói chuyện này với đồng nghiệp. Mọi người chế nhạo anh ta là điên rồ. Ở một nơi lạnh giá quanh năm như thế thì ai lại mua tủ lạnh làm gì? Thế nhưng anh ta không bỏ cuộc. Anh chàng lên đến Bắc Cực, nơi dân làng người Eskimo sinh sống và chào bán tủ lạnh. Thay vì quảng cáo về tiện ích làm lạnh thì anh ta lại giới thiệu rằng không cần phải giã đông đồ ăn mà có thể sử dụng ngay. Ở một nơi quanh năm tuyết phủ mà nói việc có thể uống nước không cần đun sôi là một điều tuyệt vời. Thế là anh ta đã bán được rất nhiều chiếc tủ lạnh ở Bắc Cực. Chúng ta thường bị giới hạn bởi những kiến thức, suy nghĩ và kinh nghiệm của mình trước mọi vấn đề mới lạ. Thế nhưng khi mở lòng mở trí và tìm hiểu mọi thứ, ta thấy rằng chẳng có việc gì là không thể. Vì thế, trước khi bỏ cuộc và buông xuôi mọi thứ, hãy nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó. Thứ ba, đừng phê phán người khác bởi chúng ta không phải là họ. Nhân sinh tốt hay xấu phụ thuộc vào cách nghĩ của mỗi người. Thế nên đừng vội phê phán người khác khi thấy hành động của họ khác ta. Mỗi người đều có một thế giới riêng với những suy nghĩ và trải nghiệm của họ. Đôi lúc, chúng ta nhìn nhận sự việc của người khác dưới góc nhìn của mình và cho rằng họ làm sai. Nhưng nếu đặt bản thân vào vị trí kia, thì chúng ta sẽ hiểu vì sao họ lại hành xử như vậy. Cổ nhân có câu, nên sáng suốt làm việc, hồ đồ làm người. Làm người đừng quá xét nét người khác, hãy khù khờ một chút thì mới có thể an tĩnh và bình yên. Có một câu chuyện kể như vậy. Trong một buổi thuyết giảng, thiền sư liền hỏi các đệ tử rằng: "Các con cho rằng một thỏi vàng quý hay là một nắm bùn quý?" Mọi người đều cho rằng thỏi vàng là quý nhất. Thiền sư lại hỏi tiếp: "Nếu các con là một hạt mầm thì sao?" Nghĩ lại thật buồn cười. Trên đời này cái gì là quý nhất? Nếu ta là hạt giống thì sẽ muốn nằm trong nắm bùn kia, chứ chẳng thích phải ở bên cạnh một thỏi vàng mà chịu cảnh khô héo. Còn nếu chẳng may ta bị lạc trong rừng thì cung tên và con dao là sẽ đáng giá hơn so với một túi tiền giấy hay một đống vàng bạc kim cương. Đời người cũng như vậy. Vốn dĩ mỗi người sẽ có những mong cầu và cách hành xử khác nhau. Vì vậy, chúng ta đừng phê phán người khác chỉ vì cách làm của họ khác với của mình. Trong gia đình khá giả nọ, có một cô bé luôn phàn nàn về mọi thứ. Hôm thì than phiền giáo viên của mình, hôm lại chê thức ăn ở trường. Có lúc thì lại nói sao mẹ khắt khe quá.
dường như cuộc sống của cô luôn là những chuỗi ngày bất hạnh nối tiếp nhau. Một ngày kia, người cha đi làm về nghe con gái than vãn về bạn bè của mình. Người cha bảo cô bé đi vào bếp với mình. Dù không thích, nhưng cô vẫn đành vâng lời. Người cha lấy một muỗng muối bỏ vào ly nước lọc và bảo cô bé uống. Cô bé la lên, trời, nhiều muối mặn như thế, sao con uống được chứ? Người cha không ép cô mà lấy ly nước lọc bỏ vào bình nước to hơn. Sau đó, ông rót một ly khác và bảo cô bé uống. Cô bé uống và nói, nước vẫn còn ngọt ạ. Lúc này người cha mới nói, lượng muối là như nhau nhưng chỉ khác vật chứa mà đã cho kết quả khác. Còn muốn mình là một chiếc ly nước nhỏ bé hay là một bình nước đây? Từ đó cô bé bắt đầu học cách nhìn nhận mọi thứ và không còn phàn nàn nữa. Vốn dĩ vạn vật trên đời này đều tuân theo một dòng chảy của nhân sinh. Trong cuộc sống này, người bình tĩnh đón nhận mọi thứ thường có sức mạnh nội tâm hơn những kẻ chỉ biết kêu than và chỉ trích người khác. Chúng ta nhìn con đường nhân sinh của người khác thì nghĩ bằng phẳng và thuận lợi. Thế nhưng ai cũng có những nỗi khổ thăng trầm riêng. Trong Tứ Diệu Đế, Đức Phật đã khẳng định, đời là bể khổ mà chẳng ai có thể thoát khỏi được. Thế nên khi gặp khó khăn thử thách, đừng vội phê phán đổ lỗi cho người khác, mãi nhìn lại bản thân mình. Thay đổi góc nhìn và lối suy nghĩ đi thì đời sẽ tốt đẹp hơn. Cõi hồng trần thế tục như con nước cuồn cuộn chảy về biển lớn, cũng giống như chiếc xe đã chạy trên đường ray chẳng thể nào quay đầu. Trong kiếp nhân sinh có hạn, vì thế đừng buông tay mặc cho số phận an bài. Hãy thay đổi cách nhìn để tâm bớt khổ và thêm an vui. Khi bạn chấp nhận và thay đổi bản thân thì bạn sẽ nhận thấy cuộc sống luôn giấu sẵn những món quà. Nó sẽ trao tặng cho bạn vào những thời điểm mà bạn không ngờ đến. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video này. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.